Và em gặp anh này ban đầu em còn mà ư chồng ư ư nó đi tới bên hai người đang làm chuyện ấy à. Thì tự nhiên mình nghe cái câu I love you, mình nghe mình sốc quá, trái tim nó kiểu muốn rơi ra ngoài luôn á. Bởi vì mình không ngờ, ba hôm sau mới tin là à, em đã chính thức có người yêu, em không đủ sự tự tin để mà đáp ứng yêu cầu của một phụ nữ nào đó. Đúng là người ta vẫn có câu là ngon như người yêu cũ của bạn. Hi, hello. How are you? I'm good. Yourself? Mời em giới thiệu về mình. Xin chào các quý vị và khán giả, mình tên là CJ, mình đến từ Nigeria, mình 31 tuổi. Hiện nay thì em đang là YouTuber, em cũng làm trong nghề giáo dục nữa. Em ở Việt Nam lâu chưa? Em ở Việt Nam được 8 năm rồi ạ. Chào các quý vị khán giả và chào chị Hồng Vân và anh Quốc Trưởng. Em tên là Phương, mọi người hay gọi em là Obi. Em 31 tuổi, hiện tại thì em đang làm một công việc chiếm rất nhiều thời gian nhưng mà không được trả lương. À, là làm vợ. Là mẹ. Em bé rất là biết khen chọn, rất là chọn những cái nét đẹp của mẹ, nét của bố, chọn hết. Nét đẹp của bố là cái gì nào? Tất cả mọi thứ luôn, bố làm gì có gì xấu đâu. Cho anh Thuận biết coi là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Mùng 9 tháng 3 bạn em mới rủ em đi chơi, em lên trên bờ hồ đi bộ, đi được một lúc ở đâu ra tự nhiên có hai anh người nước ngoài chồm từ phía sau ra trêu em, bám vào vai em trêu, ok cho trêu, mình không phản ứng thì người ta sẽ không trêu nữa. Nhưng mà bạn em thì rất nhanh mồm nhanh miệng, quay ra giao tiếp luôn. DJ thấy bọn em có nói tiếng Anh, nói tiếng Anh kia, bọn em đang định đi về thì DJ có ngỏ lời là các em có bận không hay là ngồi uống với anh một ly. Em thì cũng nửa muốn nửa không, nhưng mà em nghĩ là thế cũng chẳng mất gì, mình cũng đang single. Hôm đấy không hiểu năng lực ở đâu ra, mình cứ gặp ai cũng treo. Mình thấy bạn gái nào đang chụp ảnh thì mình nhảy vào, mình hỏng cả ảnh, mình chụp với luôn. Xong bắt đầu thấy hai cô gái đang đi trước mặt mình, là mình cứ thôi treo nốt đi. Nhưng mà chị muốn hỏi em nè, tại sao em lại không để ý bạn kia mà em lại để ý bạn này? Thực ra lúc đầu em không để ý hết cả, em cứ chỉ có tên thái trêu mọi người thôi. Tại sao em lại chọn bạn này mà không phải là chọn bạn của Jay? Lúc đấy em cũng có muốn chọn ai đâu. Mà thật ra bạn này là người da đen đầu tiên mà em gặp ở Việt Nam. Lúc đó gu của em là những người đẹp trai theo kiểu da trắng, mũi cao, mắt xanh. Thì ý em là sao anh cũng đẹp trai à? Và em gặp anh này ban đầu em còn mà chồng Nhưng mà và sau lúc đó đấy thì... đấy là em thích anh bạn cơ. Bạn lúc đó là đúng gu em, da trắng, râu rậm. Bây giờ mà tôi không đâu, câu chuyện này thì có biết. Nhưng mà được cái là bạn này thì nói chuyện rất nhiệt tình và rất tập trung vào mình. Còn bạn kia thì lại ngồi bấm điện thoại và thi thoảng đá mắt sang đá được một vài câu thôi. Hai bạn bắt đầu những cái cuộc đi chơi tiếp theo nó như thế nào? Để em kể cái này. Sau hai hôm sau thì mình đang đi làm thì tự nhiên thấy có người gọi video call, Obi gọi điện cho mình, xong rồi tắt đi luôn, xong mình nhắn tin luôn là ơi nhớ anh đấy hả? Em bấm nhầm đấy chứ không phải nghĩ gì. Bao nhiêu người trên tin nhắn cũng bấm nhầm, bấm đúng của mình. Thế tối nay như thế nào, rảnh không gặp nhau tí? Là ok gặp. Thế là bắt đầu gặp lần thứ hai. Em bấm nhầm thật, nhưng mà đến bây giờ chồng em vẫn không tin là em bấm nhầm. Rồi bao lâu thì là anh ấy mới tỏ tình với em? Ôi nhanh lắm ạ. 3 hôm sau hay sao ấy? Lần đầu tiên gặp này xong thì đến hôm sau. Xong rồi dẫn em đi karaoke với bạn bè là ngồi đã rút một cái nhẫn ra để đeo vào tay em rồi. Em bảo, thế sao lại tặng nhẫn cho em? Và tự nhiên anh cảm thấy anh muốn tặng cho em. Thế xong lúc sau lại quay sang đòi hôn em, anh hôn em được không? Em bảo là trời đất ơi, không, em không quen như thế. Tối chủ nhật đấy về là chưa được hôn em, cú khó rồi. Chịu đó. Chắc là bình thường tán ai là đổ luôn, cho nên là thấy tán mãi không được hôn. Đương nhiên rồi, đẹp trai thế này chứ. Không, thực ra là hôm đấy là mình chỉ có một cái nhẽ, mình chỉ thấy nó vui, mọi người đang hát karaoke mình chỉ tặng chứ mình không có ý gì cả. Em nhận nhẫn nhưng em không cho hôn. Lần thứ ba là gặp là đưa em đến vườn Bách Thảo ở Hà Nội. Xong rồi nói với em là anh biết nói cái điều này thì em không tin đâu, nhưng mà anh yêu em. Cái này cũng có nhớ đấy. Cứ mỗi lần em gặp bạn này xong về thì cái cảm giác của em có bồn chồn, có xốn xang, có... Thực ra là không. Lý do tại sao em lại đặt mục tiêu là em phải yêu cô bé này là bởi vì lần thứ hai mà mình gặp nhau á, em có đang kể một cái câu chuyện về có một cái hợp đồng đã gần bị hủy. Em còn nói cái giá tiền đó thì cô ấy còn nói một câu làm em rất là cay. Kể luôn ra đi. Tức là đấy là tiền mà em kiếm trong một tháng. Thì cô ấy bảo số tiền mà mình thiêu trong một ngày. Cô ấy nói cảm thấy rất là tự tin á. Tính này rất là hay đấy. Thôi chắc là mình thử xem là có đổ không. Xong mình bắt đầu tán, cô này có một cái gì đó rất là đặc biệt và mình rất là thích, nhưng mà chưa gọi là
yêu đến mức em thấy anh này ảnh rất là dẻo miệng và thậm chí là có một cái cá tính rất đặc biệt như vậy. Em có sợ là ảnh thuộc dạng người trăng hoa không? Em tự nhận mình là mình có một cái trái tim rất dũng cảm, mình hầu như mình không sợ gì hết. Cái việc bạn ấy thích em thì em có thể đoán được. Vậy là bao nhiêu lâu thì bắt đầu em có cảm tình thực sự với anh này? 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần. Và trong 3 tuần đó cái tình cảm của các em nó đi tới đâu? Nó đi tới bên. Sau một thời gian thì em cũng cảm thấy là cái cảm giác mình cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người này, rồi mình cảm thấy mình được là chính mình được vui, được buồn, được khóc, được cười một cách thoải mái nhất. Và thế là em nhận lời. Trao trọn hết trận. Để xong kể cái này. Cái hôm mà cô bé Đồ Mỹ yêu em, rồi đúng vào mùng 1 tháng 4. Thôi kể ra đi. Thì hai người đang làm chuyện ấy. Thì tự nhiên mình nghe cái câu I love you. Mình nghe mình sốc quá, trái tim nó kiểu muốn rơi ra ngoài luôn á. Bởi vì mình không ngờ. 3 hôm sau mới tin là em đã chính thức có người yêu. Trước khi cưới thì hai bạn có biến cố gì xảy ra? Hai lần. Ai là người chủ động đòi chia tay? Tại sao vậy? Mình là đàn ông. Những lúc mà có vấn đề gì với tài chính mình luôn luôn mất tự tin. Đúng rồi. Có một đợt mà mình đang làm kinh doanh thì mình bị phá sản. Từ lúc quen em là anh đen. Lúc đây là mình yêu được hơn 2 tháng. Cuộc đời của em cảm giác như là bị lăn lộn luôn. Em không đủ sự tự tin để mà đáp ứng yêu cầu của một phụ nữ nào đó. Tài chính đang rất là tệ. Thậm chí là một ngày mình có 20.000 đồng trong túi thôi. Mình không biết sáng hôm sau mình sẽ ăn gì luôn. Cho nên là mình cảm giác như là thôi. Tâm trạng là mình đang thế này. Tiện thì chết em luôn. Nó rất là tiện để mà thôi. Xong rồi thì em bảo cô sang để lấy đồ của em được không? Xong là lúc sang thì cô vào, xong là cô lấy hết đồ xong bế ra ngoài, xong bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Ôi, đây là tối mà em biết là em dỗ vợ em. Em phải dỗ vợ phải 3-4 tiếng liền. Rồi trên tay em, em khóc nhưng vẫn phải dỗ bằng được. Bởi vì em không muốn là ra khỏi nhà em mà đang kiểu, bởi vì em vẫn yêu, thực sự là em vẫn yêu. Sau cuối cùng vẫn quyết định chia tay. Với lúc đấy em dỗi rồi. Đòi chia tay em là em dỗi rồi. Dỗ mấy em mất giá em. Chứ đúng không? Đúng rồi. Có giá. Sau đó bao lâu thì mới huề lại? Một tuần sau. Một tuần. Gọi em ra nói chuyện. Xong là hỏi hàn gắn lại được không? Là lý do là như thế này. Thứ nhất là mình nhớ. Và lý do thứ hai, cô này rất là khôn nhé. Đăng một cái ảnh vô cùng sexy mà một cái váy xanh đăng lên Facebook, mình bảo trời ơi, trời ơi, đây là những gì mà mình từng có, tại sao lại vậy, sao xinh thế này trời. Rồi mình bảo thôi được rồi, thế này thôi. Anh quay lại xong lại còn chùm một cái góc nhá, làm chân dài ơi là dài, làm tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà thế này không thể cho đi mắt, không thể trong mắt được. Anh thực sự ngu ngốc. Trời nào. Chính xác, anh thật sự ngu ngốc. Đúng là người ta vẫn có câu là ngon như người yêu cũ của bạn. Đó. nhưng mà em thì sao? Lúc mà sau khi em quyết định là chia tay với ảnh thì cái quãng thời gian đó của em như thế nào? Cảm xúc em sao? Lúc đó là em bị chia tay. Em như vậy, em có đâu có muốn chia tay đâu. Nhưng mà bởi vì là mình bị đá cho nên mình rất là cáu, rất là cay. Em tin chắc chắn rằng là cái việc anh ấy sẽ gọi lại cho em là điều gần như là 100%. Thế là em 7 ngày đấy em cứ vui sống. Bởi vì lúc mà nói chia tay em ấy thì là em thấy rất là sốc. Em nghĩ là không thể nào vì một cái chuyện như thế mà chia tay được. Thế nhưng mà sau khi mà em khóc, mà em dỗi hờn rồi em đập phá lúc mà nói chia tay em xong ấy, mà vẫn cứ thấy dỗ em là em biết là vẫn còn nhiều lắm. em biết. Còn lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai là chí mạng đấy ạ. Đó là em đã vực lại kinh tế chưa? Lúc đấy còn kinh khủng hơn. Chờ mình xác định là mình sẽ đóng cửa cái công ty của mình. Thời gian đấy gọi là thôi toàn luôn. Đó, và lúc đấy mình cũng phải về nước. Cô lúc nào cũng cố gắng hết mình để ok giữ liên lạc nói chuyện này các kiểu. Mình cố gắng hết mình để đẩy xa ra, để mình không có gì liên quan đến nhau cả. Thậm chí là mình từng nói cái câu là anh đã hết yêu em rồi. Thì là mình block hết mọi thứ. Block số điện thoại, block Facebook, block tất cả mọi thứ. Mình quên mất Zalo. Ôi trời ơi. Em hứa em sẽ không nói chuyện về vấn đề này nữa. Em hứa em chị em mà kệ. Thế là mình cũng ngốc, mình cũng tin. Lại unblock. Lại bắt đầu nói chuyện bình thường. Trong lòng của em, thật sự em chưa bao giờ em biết yêu. Em về nước xong thì
Thực sự là em rất nhớ. 2 tuần rồi gì đó. No, 2 tháng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng rồi. Thực sự là em nhớ lắm. Xong là mình không hiểu tại sao mình lại nói cái câu I miss you. Mình cũng không hiểu tại sao mình cũng không điện nói, mà nó cứ tự nó cứ ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi. Nó cứ phọt ra thôi, mình không kiềm chế lại được nữa. Mình nhớ lắm. Đến về Việt Nam thì thì bắt đầu có cái chuyện là thỉnh thoảng cô ấy lại nhắn tin: anh ơi, bọn chó nó nhớ anh lắm, anh có đến dắt chúng nó đi chơi không? Cứ lễ cớ để mà gặp mình. Xong rồi lại gặp, xong thỉnh thoảng mình lại ok gặp một chút xíu, mình lại gặp, mình bắt đầu gặp thường xuyên hơn một chút xíu. Đó, sau một thời gian thì thôi em kể nốt đi. Cái gì? Thật ra là cái câu chuyện anh ấy về nước là diễn ra sau khi bọn em gặp lại nhau. Cụ thể là cái đêm Halloween em có nhắn tin rủ đi chơi, đi hóa trang. Nghe nói là hôm đấy chỉ còn có 19.000 trong ví. Thế là từ chối, không đi với em. Và em được tặng một chai rượu. Thế là ngay lập tức em nghĩ đến mình có thể dùng cái chai rượu này để mình dụ. Uống xong thì tự nhiên ông này nhổm dậy hôn em. Thế là em mới, lúc đó em mới nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Em bảo như thế này là chắc chắn là chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Và thế là đấy là hôm đầu tiên gặp lại sau suốt một cái khoảng thời gian chia tay mà nhất định không gặp em. Là hơn 2 tháng. Sau mấy hôm sau thì em biết anh này sẽ về nước. Thì em mới bảo là có cần giúp gì không thì em qua em giúp. Hôm qua giúp đấy là chốt luôn đó. Lúc đấy là em phải đặt vé rất là khẩn cấp. Mà em chỉ còn mỗi 20 triệu thôi. Em tiền mà em đã tiết kiệm rất là lâu rồi. Mà cái tiền vé máy bay cả đi cả về đến tận 34 triệu. Xong cuối cùng em nhắn tin cho cô bé là em có thể hỗ trợ được không. Xong cô đến tận nơi, đến tận nhà để đưa cái visa để mình trả. Dại trai thế chứ. Xong mình đưa tiền mặt cho. Còn em bé thì sao? Có nghĩa là em là cưới xong mới có bầu hay là có bầu trước khi cưới? Đó, chính cái hôm em sang em giúp đó là em nhìn giúp xong là giúp em... đời ổng luôn đó. Tai nạn thôi, hai người gặp nhau cảm thấy không kiềm lòng được. Thì hôm sau anh ấy về nước, mà anh này đi vào trong cái cửa hải quan ấy thì còn buột miệng nói I love you. Thế là em càng sướng, em càng kiểu nắm chắc phần thắng trong tay. Và... rồi khi nào em biết là em có em bé? 2 hôm sau là em đã nhờ em gái em là đi mua thuốc khẩn cấp. Và em cũng cứ tin chắc rằng là cái viên thuốc đấy nó có tác dụng. Đến gần 1 tháng sau, chậm chậm được 3 ngày. Thế là em cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi. Và em hỏi nếu như mà có bầu thì sẽ thế nào. Thì Dây còn nói là còn thế nào nữa, anh không bao giờ để cho thằng khác làm bố của con anh. Thế mà đến lúc mà lên hay vạch em chết đứng. Trời, tính rồi thì rồi tôi bây giờ đến cái chuyện là coi như là tụi em làm đám cưới. Rồi về nhà, tức là sau trước cưới và sau cưới, Jay có cái gì khác không? Có nghĩa là có loài tật xấu ra không? Đó. Anh này phong phú lắm. Ví dụ phong phú. Cứ nói đi. Có một tật xấu mà em phải đến về với nhau em mới thấy mà nó phóng đại lên. Đó là ngủ như chết. Không ngủ nhiều nhưng mà một khi đã đặt ngủ lưng là xuống ngủ rất say. Ngáy luôn. 1, 2, 3. Mà em mà có hét lên đi. Cô không biết. Không biết. Thế mới gọi là một con người sống lành mạnh chứ. Em bảo anh ơi, phải ngủ sâu chứ. Anh ơi, em đã từng chồng vào nhà em lấy đồ hơn 200 triệu, em cũng phải chịu thôi. Thế ai là suốt ngày hù vợ. Cứ hù vậy đó. Mà hù toàn hù những cái lúc mà ví dụ như là em đang âu yếm, em vuốt má, vuốt mặt chuẩn bị nói ôi em yêu chồng thì hù một cái. Mất hồn. Cái gì? Nấu ăn nữa. Đang nấu ăn, đang nước sôi lửa bỏng, hù một cái. Trời ơi, mà toàn hù những cái lúc mà em thực sự em rất cáu lúc đấy. Những cái lúc đấy mà em cảm thấy mà em có thể quay ra mà em chửi chồng em được ấy, em chửi như chợ ở ngoài chợ được ấy. Nhưng mà em rất là kiềm chế. Còn gì nữa không nè? Nói nhiều. Lúc cãi nhau mà lúc mà em đang cần nhất một cái ôm thái độ khẩn khoản. Nhưng mà em là người luôn luôn nên em bảo em có muốn ôm em để anh ra chứ sao? Thì anh phải ôm để em mới được đẩy chứ. Ok. Đấy, những lúc đấy thì lại bắt đầu đứng trình bày như là đang ở trước một phiên tòa vậy. Em rất ghét cái tính em, đấy. Em mong muốn Jay thay đổi cái gì? Cứ như thế cho vui. Thôi bây giờ tới bạn đó Jay. Cô ấy có thật xấu thực gì? Thực ra vợ mình rất là lề mề. Lề mề. Sao bằng anh được? Cứ từ từ đã anh kể. Ok. Bên cạnh đó lại rất là ghét bị dục. Cho nên là nhiều khi em rất là bị bối rối. Em không biết bây giờ phải làm thế nào. Dục hay là cứ chờ đến khi mà mình muộn. Ví dụ như này nhá, có một cái sự kiện nhưng mà vợ đang không thích đi mà lại dục thì vợ sẽ duỗi cả ngày đấy.
kể cả vợ thích đi nhưng mà lại dục thì lại dỗi cả ngày đấy. Cho nên là đôi khi dù là em biết là mình đang bị muộn nhưng mà em sẽ kiểu thả muộn còn hơn mang. Là bị kiểu tập trạng rất là không tốt cả ngày. Cả ngày đó. Thả bị muộn còn hơn là vừa bị muộn lại vừa bị dỗi. Đấy, đã mặc hết quần áo rồi nhá. Xong thấy có gì đó nó nhỏ nhỏ thôi. Cố tình lại khỏi hết. Khỏi hết luôn. Xong bắt đầu thử lại một cái vài khác. Mình lại thấy thôi. Ok, mình cứ tưởng là 5 phút nữa mình được đi. Thời điểm này phải 30 phút nữa mới được đi. Gì nữa ta? Bản thân em á, em luôn luôn thích một cái em rất là thích nhẹ nhàng. Em thích tranh luận. Có thể là không hoàn toàn là logic nhưng mà vợ mình thì luôn luôn theo cảm xúc. Mà nếu mà vợ mình đã cáu mà nói bằng tiếng Anh có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà cáu bằng tiếng Việt thôi luôn. Mình luôn là cảm thấy nhiều quá mà mình rất là ghét điều đó. Đó chứ là nó nói bằng tiếng Việt thì nghe nó ghê gớm hơn, nghe nó đánh đá nặng cái Hà Nội mà. Vậy bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì không? Thực ra là em đã học cách thích nghi và hiểu cách mà vợ em xử lý tình cảm của vợ. Hiểu rằng là ok, cái cách mà mình ứng xử với vợ, cách mà mình nói với vợ thì nó sẽ quyết định hậu quả của cái chuyện đó. Cho nên là mình đã học cách là ok, dù vợ mình như thế nào, mình cứ coi vợ mình là như một em bé, như một con bố bê đang kiểu đang dỗi. Đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, kể đang nó dỗi. Muốn làm gì nó làm. Đúng rồi. Ok, là... vậy rồi. Là em cũng muốn là vợ em y vậy, không thay đổi gì hết, đúng không? Đúng rồi. Ờ, vậy còn là... gì nữa đâu. Thành ra là chị biết chúc cầu chúc cho tụi em hạnh phúc mãi 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 như thế. Em vừa mới nhớ một cái này phải kể. Nhiều khi vợ em hay để em cảm giác như là em chưa đủ khả năng để làm bố tuyệt vời. Để anh kể nha. Thế này thôi. Đây. Lúc nãy là vợ em vừa kể là em ngủ say như chết. Vợ em tìm hoàn toàn ngược lại. Con khóc một cái, nghe vợ em đã dậy rồi. Em ơi, làm em cảm giác như là lúc nào mình cũng ngủ say. Như chết con có thể khóc mãi, mình không nghe một cái gì cả. Thật mà. Cái đó là bản năng. Vậy em kể cái đó là làm gì? Là bởi vì vợ em làm, để em cảm giác như là bởi vì em ngủ quá say thì em làm một đàn ông chưa được là đàn ông đúng. Bởi vì đúng là đàn ông phải lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ nhà. Mình thì mình lúc nào cũng thế hết đó. Nên là mình cảm thấy mình bị kém đi trong tình huống đấy. Chắc cái đấy là cái duy nhất là em muốn chồng em bớt thêm một chút. Ngủ với tỉnh táo chút xíu. Và không ai muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì cả. Anh xin chúc cho hai vợ chồng cứ thế, cứ nắm tay nhau và cứ hiểu nhau và cứ yêu thương nhau như thế này nha. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn tụi em đã tham dự. Chú rể có vẻ như hình như không phải là người Việt Nam đúng không nào? Thì em cũng xin phép chào chị Hồng Vân, chào Nguyễn Thuận. Em tên là Nguyễn Hoàng Đức, 30 tuổi. Dạ, tôi tưởng đâu Đức là người nước ngoài nhưng mà không ngờ là người Việt Nam. Dạ vâng ạ. Em có like không? Em cũng không biết, nhưng mà em là người Việt Nam mà. Dạ vâng. Đức hôm nay là làm công việc gì? Em là quản lý hệ thống nhà hàng của Thái. Hàng gì mà anh Thuận anh nói là em giống như... Lai Lai gì đó. Lai Lai. Hình như là Thái Lai. Còn em? Dạ, em tên Nguyễn Hồng Nga, em làm kế toán. Năm nay em 32 tuổi. Dạ. 32, vậy mà nhìn trẻ ghê luôn á. Ủa Đức hồi nãy là bao nhiêu? Dạ em 30, vợ em lớn hơn em 2 tuổi à. Nhìn mặt em có vẻ như cứng cáp hơn là so với Nga. Dạ, tại vì mới quen em nhìn mặt em cũng tưởng bằng tuổi hoặc là già hơn em. Mà cái lúc quen nhau anh ấy có giấu tuổi không? Dạ có, không có cho em coi chứng minh. Cái lúc quen xong rồi cái đi học lớp với lớp ảnh á, thì thêm mấy bạn trẻ quá à. Cái hỏi thử thì mới biết là nhỏ tuổi. Mà tại lỡ quen rồi cái thôi. Thật cái này cũng chia sẻ là không biết có phải cái gu của em không, tại vì em thích giao lưu và quen những cái người mà lớn tuổi hơn mình, tại vì mình học hỏi những cái kinh nghiệm á. Rồi với lại đó là cái sở thích của em, từ bạn gái hoặc là quen lúc trước cũng lớn em 3-4 tuổi không à. Thế trước giờ em được học kinh nghiệm được bao nhiêu cô rồi? Dạ kinh nghiệm thì cũng khoảng 2-3 cô. Thế rồi bây giờ hai bạn quen nhau là trong trường hợp nào? Hai vợ chồng em quen nhau thì qua lời giới thiệu của bạn của em. Nhưng mà thật sự ấn tượng đầu tiên thì cũng mờ nhạt lắm. Lúc đó là hẹn gặp buổi tối, là không có để ý đến mặt mũi gì hết. Kỳ trời. Còn nghe thì sao? Em thấy ảnh cao lắm. Mà cái mặt ảnh tếu. Mặt giống nhân vật hoạt hình. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Giống phim Nhật á. Ừ, giống nhân vật hoạt hình vậy đó. Nó cô bé bút chì. Cô bé bút chì. Giống một xin hả? Nhưng mà lúc dạ, em gặp là em cảm thấy có cảm tình không? Lúc đó là cũng chưa nghĩ tới gì hết á. Là cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cũng không để ý.
Dạ. Thì xong có khoảng thời gian á thì vô tình thì vợ với lại bạn thì vào một nhà hàng của em làm quản lý thì vô ăn. Tự nhiên lúc đó em lại nhớ tới cái cô này là gặp rồi và bạn là cũng quen. Thì lúc đó em mới chạy ra em xin số điện thoại lại, tại vì lúc trước là chỉ có quen biết là trong nhóm thôi chưa có số. Thì em xin số. Rồi thì sao? Khi ghi nhận điện thoại chắc có lẽ là chat chít qua lại nhiều đúng không? Nó nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu thì bắt đầu thương nhau? Cỡ 1-2 tháng gì đó là ảnh ngỏ lời làm bạn gái anh nha, em sẽ có nhiều cái thay đổi mới. Wow. Cái mình cũng thấy nó hay, anh này cũng tếu tếu. Tại tính ảnh đi chơi á, nói chuyện nếu nỗi mình đi về mình bị sái cái quai hàm á, cười nhiều quá. Dạ đúng ạ. Đó giờ chưa gặp người nào như vậy hết á, cái thôi cũng quen. Là tụi em yêu nhau bao nhiêu năm? Cũng gần 1 năm là tụi em chính thức là đến với nhau luôn. Là đám cưới luôn? Dạ. Là cưới được mấy năm rồi? Dạ 5 năm. Dạ đúng ạ, em cũng có đứa bé con. À vậy hả? Dạ, trong mấy tuổi rồi? Gần 5 tuổi rồi. Dạ. Trời ơi, gì mà nhìn nãy giờ tôi tưởng đâu là vợ chồng sao 5 năm mà chứ hả? Vậy là yêu nhau có suôn sẻ hoặc là có chia ly rồi có thì... giận hờn rồi có ghen hờn tuông gì không? Chị là rất là ghen mà nhiều khi là mù quáng mà không biết là nguyên nhân lý do tại sao tôi lại như vậy. Ghen tưởng tượng á. Mà đúng tại sao anh hỏi gì là phải gì em, cái công việc của em nữa? Dạ vâng ạ, một phần là công việc em là ngành dịch vụ thì đầu tiên là phải chăm sóc khách hàng, cái vấn đề là quản lý biết bao nhiêu nhân viên. Chính xác là những sao nhân viên ngộ giùm người ta vậy. Dạ. Kể ta chuyện gia đình người ta cười. Không phải, cái này không phải là anh Thuận anh Binh mà nhưng mà thực sự đó là cái nói giùm ta thấy thương, thấy không cần gì phải nói giùm hết á. Nhiều khi cái sự đồng cảm á nên nó hiểu. Phải đồng cảm đâu, đồng cảm luôn. Phải thời gian đầu á quen cũng không đến nỗi nào là bộc lộ ra, nhưng 4-5 tháng sau á bắt đầu là thấy ghen quá, mà ghen tới mức độ mà em cảm thấy áp lực. Mình ghen sao mà áp lực? Em là quản lý thì có em của vợ em thì em cho vô một vị trí trong nhà hàng của em. Thì em không ngờ là gián điệp đó. Thì ra những cái hành động của em á, thì mình vô tình nó, ví dụ như nhân viên ngày hôm đó cái xe bị hư thì em mới chở cô đó về, thì bắt đầu là cái người khi mà truyền đạt lại thông tin thì không thể nào mà truyền đạt 100% được hết. Mà chở một lần hay nhiều lần? Thì cái đó cũng chỉ một lần thôi. Chắc một lần là bị rồi đúng không? Dạ thì một lần là bị luôn dính. Một lần là bị dính. Một lần là bị dính. Dạ. Em vợ nói chị nghe coi, tại sao em lại ghen với bạn đó nếu mà chỉ là một lần? Một lần rồi trong lúc làm việc thì cũng có những cái hành động gì đó với bạn gái bên đó, tại cái ngành đó cũng có nhiều phụ nữ. Thì em cũng có dặn là anh đừng có đùa giỡn như vậy, kỳ lắm. Nhưng mà tính nhẫn vậy à, cũng đùa giỡn. Em ghen với một người hay là em ghen với nhiều người? Nhiều. Dạ. Bây giờ cưới rồi là còn ghen nữa không? Dạ, chung là có trong máu thành ra là nhiều khó. Không có. Cũng em có không? Nhưng mà nói chung là cũng ít bớt chút xíu. Dạ. Nói chung là bớt xíu đúng không? Dạ, trong khoảng thời gian training lại thì cũng đỡ thôi, nhưng mà chứ. Mà giờ em vẫn còn tốt với nhân viên đúng không? Dạ cũng có ạ. Như là mỗi tới là ngày lễ gì đó là cứ mua quà, mua bánh gì đó tặng cho nhân viên. Thà mình không biết, mình biết mình thấy cũng hơi buồn. Tuổi luôn. Dạ tuổi, thí dụ như là ngày kỷ niệm gì đó là mình nhắc từ đầu tháng đến cuối tháng luôn, là trước 1 tháng. Nhưng mà tới đó cũng chả thấy có gì hết, chỉ có về cái anh tặng em nguyên con người anh vậy thôi, chả có quà gì hết. Thì có cái nào em nghĩ đó là vì cái bản chất công việc anh buộc lòng phải như vậy không? Dạ. Tại vì ở bên sân khấu chị cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật của các diễn viên trong sân khấu là chị đều có bánh kem, đều có hoa. Đó là tính chất công việc, người ta gọi là đắc nhân tâm. Khi mà mình làm cái công tác quản lý, cái đó nó khác. Thế là trong thời gian tụi em sống với nhau, anh ấy xấu nhất là điểm gì? Hay đi nhậu với bạn bè, nhậu về trễ lắm. Đặc biệt là hay nói dối nữa. Mỗi lần em gọi chứ đi tới đâu rồi, gần tới rồi, 15 phút nữa anh về tới nhà. 15 phút là 2 tiếng, ngày nào cũng vậy. Cố tật của tất cả các ông chồng. Cái ngành của ảnh thì ảnh làm là ban đêm, còn em làm ban ngày, em làm giờ hành chính. Nên năm ra hai người trái ngược, em đi làm, ảnh vẫn còn ngủ ở nhà. Ở lúc ảnh về thì em ngủ rồi. Nên năm ra em cũng muốn là những ngày nghỉ hay là đó thì về sớm, dành thời gian cho gia đình. Rồi tụi em bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em để em chú tâm cho cái công việc của mình. Tại vì em nhiều khi bị phân tâm nhiều quá, thành ra mình cũng không thể nào mà mình kiểm soát được. Tại vì khắc khẩu nhiều lắm. Chẳng hạn như hồi nãy trước khi vào chuẩn bị quay đang ngồi trong là cũng méo gây lộn nữa. Về vấn đề gì? Vấn đề chụp hình. Thôi ông chụp xấu vậy. Em cứ nói là chụp xấu mà cứ nhờ hoài. Có vậy không đó? Những vấn đề nhỏ ở cái cà vạt vậy đó, chỉnh nó có ổn chưa? Vậy thôi. Nói chung là những cái chuyện đó cũng đáng xíu để mình khắc khẩu với nhau. Thì em cũng mong muốn là kìm nén cái nóng mình xuống, điềm tĩnh hơn.
có nghĩa là vợ em bớt nóng tính. Dạ. Còn Nga? Em chỉ mong là ảnh là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trứng chạc xíu, đừng có trứng chạc xíu. Chứng trời ơi, vậy mà chưa trứng chạc hả? Cái tính cách còn con nít lắm ạ. Ồ vậy đó. Dạ. Tại anh nhỏ tuổi anh em. Không, chị nói chuyện với bạn này chị không thấy bạn ấy con nít tí nào hết á. Dạ chắc trong cuộc sống gia đình mới thấy ảnh nhỏ. Ví dụ cái việc gì? Như là đi với công ty em chẳng hạn cũng nhảy lên nhảy múa tùm lum tùm la vậy đó. Rồi đi chơi ai đủ gì cũng đi á. Dạ không vui á. Em cũng muốn chia sẻ với vợ để cho hiểu hơn, tại vì khoảng thời gian lúc đầu tiên á là có những cái mâu thuẫn cãi vã rồi có xích mích với nhau á, thành ra nhiều khi em ít trải lòng mình ra, ít tâm sự, ít nói ra, thành thử ra có khoảng cách. Thì do đó là em cũng mong muốn là để hiểu hơn, chứ không phải là nhìn em về bề ngoài như vợ em mới nói là em như con nít này nọ. Tại vì qua những cuộc chơi như vậy là em tạo cái mối quan hệ cho cái công việc của em. Và em cũng hy vọng là qua chương trình này thì em sẽ tâm sự nhiều với vợ hơn. Thì do một khoảng thời gian là mình không có thời gian để gần gũi nhau. Cái tình hình của tụi em á, nó căng thẳng á, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Chị nói nó căng thẳng ở đây á, là vậy nè, tụi em không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tụi em không có nhiều thời gian để làm nhiều những việc chung với nhau. Dạ, đúng rồi. Thành ra là nó có những cái khoảng cách mà mình không hiểu được. Nó dạng giống như đồng sàng mà dị mộng vậy đó. Chị thấy là như vậy nè, mỗi bên đều phải nhìn lại một chút trong cái thời điểm này. Đừng có bị căng thẳng quá, ai cũng giữ cái tôi của mình rất là nguy hiểm. Bây giờ chị nói về công việc của chồng em trước nè. Thực ra làm công việc đó, thứ nhất con người phải vui vẻ, biết cách ăn nói, biết nhìn mặt bắt hình dong thì chồng em mới thành đạt được. Em hiểu không? Em có để ý trong một cái nhóm bạn luôn luôn có một cái người gọi là người leader về mặt hoạt bát, để làm cho cái không khí của cái bữa tiệc đó hoặc là cái cuộc chơi đó nó trở nên vui vẻ, thì chồng em là cái nhân tố đó. Mà thường những cái bạn như vậy á, các bạn sẽ có hai dạng, hoặc là cực kỳ thành công hoặc là cực kỳ thất bại. Nhưng mà chồng em thì chị nghĩ là ở cái nhóm thứ nhất, có nghĩa là sẽ thành công bằng cái việc mà anh ấy gọi là up từng ngày một trong cái hành trang để mà tiếp cận với tất cả các đối tượng khách hàng của mình. Thì cái đó em phải hiểu bản chất vấn đề để mà em hỗ trợ cho chồng em. Em mình dung ý chị không? Rồi. Còn về phía vợ em, hiện giờ vợ em đang bị cái tâm lý như chị nói với em, bị tổn thương, tức là giống như mình cảm giác mình bị coi thường á. Mình bị chồng mình không tôn trọng mình, không coi mình bằng người khác. Có nghĩa là nhất bên trọng giúp mình, em coi người ngoài hơn vợ. Đó là hiện giờ vợ em đang bị cái cảm giác đó, cho nên là thành ra nó đi đến cái việc là ghen tuông, ghen không có đối tượng cụ thể, ghen tùm lum tà la, mình không hiểu mình ghen với ai cụ thể nữa, đúng không? Thì bây giờ em phải phá tan cảm giác đó. Thay vì bây giờ em mang bằng cả trái tim của em tặng cho vợ em, bằng cả con người của em thêm bó hoa, em thêm cái kẹo sô cô la, nó khác liệt, đúng không? Phụ nữ mà cái lỗ tai rất là quan trọng, em hiểu không? Em thổi tai là em được hết á. Chị nói ví dụ vậy, đúng không? Thì bây giờ tụi em cố gắng một tháng có 4 ngày, đúng không? 4 ngày đó dành trọn vẹn cho nhau đi. Có thể nhiều khi ngồi đó trao đổi với nhau cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ để cho ra vấn đề. Đó thì chị nói ít em, tụi em hiểu nhiều, đúng không? Chắc tối nay chứ về em thổi lỗ tai. Đó, trời ơi. Không phải tối nay đâu. Tối mai, tối mốt và đêm nào cũng thổi hết. Rồi, thử dạ. nhé. Dạ, rồi. Thử. Chúc cho hai bạn luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc. Dạ, rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Chúc đó, các bạn hạnh phúc. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Tuyên. Em tên Trình Thanh Đa. Hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản. Và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Thủy sản? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi dữ vậy? 33 tuổi mà giỏi dữ vậy? Giỏi quá ha. Quá giỏi. Trời ơi. Em đất bất động sản là em đánh khu vực ở dưới miền Tây Cần Thơ dạ, rồi đa số là miền Tây. À. Và các tỉnh mà có nhiều khu du lịch á. Nhưng mà thủy sản thì mình là coi như mình nuôi rồi mình bỏ dạ. mối hay là như thế nào? Em sẽ có một cái vuông, rồi em sẽ nghiên cứu với bên Thái Lan á để mà mình cung cấp cái thức ăn cho họ. Bây giờ là qua tới vợ nè. Dạ. Em cưng nói rõ đi, cưng em nói giới thiệu rõ về mình. Dạ, em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi. Và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên sao? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi, mời đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng. Ồ, rồi. Cái điều... năm đó em bao nhiêu tuổi? Năm đó là em 2009.
2009. À, 2009. 2009. 2009 hả? Dạ, đúng. Vậy là nay là cũng 4 năm hả? 2008. 2008 thì 4 năm. 15 năm. Ủa, 15 năm rồi. 15 năm. Dạ đúng rồi, mười mấy năm rồi. Vậy mà cô bé này năm nay 33 tuổi là dạ. Thích năm đâu mình cũng mười mấy tuổi đó. Dạ đúng rồi. Năm chị đó nên là hỏi là cái điều gì mà đập vô mắt là thích liền đúng không? Đúng rồi, tức là thích anh Đa là ở cái điều gì lúc đó? Tại vì hai đứa bằng tuổi nhau mà đúng không? Dạ đúng dạ, rồi. Đúng. Tại vì dạ đúng. Rồi. Em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em có chơi chung với em út của anh Đa. Thì em thấy sự chững chạc của anh ấy á, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm, mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc ga dáng á, anh ấy lại ít nói nữa, đúng cái phong cách rồi mới thích, là duyên số hay sao mà gặp cái là em thích liền, em thích ổng luôn. Rồi lúc đó Đa em có thích bé này không? À, lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, nó gọi là trong veo á. Trong veo dạ. Lúc đó vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ hay là lúc đó vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều. Tại vì, trẻ mà. Dạ, lúc đó là giống như lúc là gái. Wow, vậy đó. Hồi xưa dạ. Chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Sau cái buổi gặp gỡ định mệnh đó dạ. Thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em, và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Dạ. Và ai là người chủ động? Đó. Khi mà gặp là em thích rồi. Thích xong rồi nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi, 8-9 năm gì rồi. Khi mà đã có cái cô bạn gái đó rồi sao em chùng bước không? Hay là em quyết định là bây giờ mình phải... Lúc đó em không có biết. Là ngay ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Đó, thì... mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Rồi xong vài hôm sau đó, cái là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước, thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. 3 ngày sau tụi em gặp nhau, xong cái mới xin số điện thoại trong ngày hôm đó, nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Bắt đầu ra uống cà phê xong rồi tới lễ tình nhân. Thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em. Chửi em. Đúng rồi. Nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi. Em thấy số điện thoại của ổng gọi, cái em tưởng là ổng gọi. Em mừng quýnh lên hết trơn, cái bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó là bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Bạn có tưởng chưa kịp trả lời, bạn có bảo bạn tưởng đâu á, mẹ của ảnh thích bạn á là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên em hụt hẫng. Em nói trời chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Bắt đầu mình hụt hẫng vô cùng, mà cái người này tự nhiên mình thích một cách tha thiết. Không hiểu tại sao chưa vậy chứ mình thích người ta nhiều như vậy luôn. Thì á, mà nghe bạn ấy nói thì em chỉ biết khóc. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn, rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Xóa hết trơn luôn. Rồi lúc đó cái trái tim em là sao? Trong lòng em lúc đó là em cảm giác là em muốn đứng về phe của Ngân hay là đứng về phe bạn kia? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng về ai hết. Tại vì cái bản chất của em là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á, đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì. Chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Ba nói cho vợ em nghe đi là sau cái buổi đó thì cái tâm trạng em sao? Rồi sau là lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em đó, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu từ sau cái cuộc điện thoại đó, bao nhiêu lâu thì em chia tay với bạn gái cũ? Cũng khoảng ngắn à, tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Đó, rồi mình chia tay, nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất, chứ không phải là mình tôi có người mới rồi đó, tôi bỏ cô hay gì đó. Mình nói làm vậy. Bao nhiêu lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2-3 năm, hơn 3 năm. Sau khi, cái lúc sau khi em ra trường thì em trốn đi, mới về này chắc bị đánh thiệt rồi, nhưng mà kệ thôi, vì bản thân cho nên là trốn đi lên. Thì em đi coi tóc từ Cần Thơ, từ Kiên Giang lên Cần Thơ thì 2 tiếng mấy. Xong gặp ông này em đón ngay, em dẫn đấu thèm lên xe ông đó, em thấy ổng bao nhiêu cảm xúc ùa về. Thật sự lúc đó như mới ngày đầu tiên,
như mới ngày đầu tiên cái cảm giác mà em thích ổng đó. Đúng rồi. Thì em thấy ổng, cái em không thèm nói chuyện, cái em giả bộ như ổng thấy em kêu taxi, cái ổng mới lại, ổng lái xe em lại, ổng mới kêu thôi em lên xe đi. Để mọi người đợi đó, cái ổng đang nghỉ hoài thấy vậy rồi, sợ mọi người đợi, lên xe. Lên xe cái ổng chạy về nhà ổng. Ổng không lại, không đi lại chỗ đám cưới mà ổng chạy về nhà ổng. Thì á cái em nói ủa tại sao anh chạy đây vậy? Ổng nói em ơi em vô nhà đợi anh chút để anh thay đồ. Lúc đó là em phòng bị liền. Lúc đó mình là con gái mà phòng bị liền. Nói không, tôi không xuống. Lúc đó mình còn giận dữ lắm. Tôi không xuống đâu, tôi ngồi trên xe. Thì bắt đầu chỉ ngồi trên xe thôi. Thì đợi thì bắt đầu ổng vô cho ổng thay cái bộ vest y chang như cái màu mà em đang mặc. Y chang như cái màu em đang mặc luôn. Màu đôi đó. Lúc đó em cũng không để tâm đó, sau này em mới biết cái khi mà đi vô đám cưới, cái mọi người ùa ra, tại vì ông ra lại là anh ba nhưng mà lại lấy vợ trễ hơn em út. Thành ra ai cũng mong chờ, tại vì ổng rất là khó tính, ổng là người rất là khó tính. Mẹ làm ai biết bao nhiêu chỗ mà không chịu. Thành ra vừa thấy em bước vào, cái bao nhiêu người dòng họ mẹ đã thích em ngay từ đợt đó rồi. Mẹ chạy lại, mẹ ôm, mẹ mừng lắm, mẹ vui lắm, ba mẹ rất là mừng. Xong rồi mọi người nhìn mình với cái ánh mắt là bồ của Bách Đa đó. Người tự nhiên không hiểu, em vẫn ghét nhưng mà tại sao lúc đó em lại im ru đi theo te theo. Thì vô trong chổng xong rồi cái em ghét anh đâu có thèm ngồi chung bàn đâu. Em bắt ghế em ngồi riêng. Xong cái mọi người kia người ta nhìn xung quanh người ta biết á, cái ta nhường ghế chồng, ta đi ra chỗ khác ta nhường ghế chồng ngồi. Cái em cái bà con bạn bè tự nhiên cứ lại hoài, cứ lại nhìn em hoài. Đó, nhưng mà lúc đó em cũng không phản ứng gì hết. Lúc đó tự nhiên không hiểu sao em cũng im ru. Giống như là em chịu nhảy hay sao. Chấp nhận. Chấp nhận luôn rồi. Trời ơi em nó sao kỳ, sao em kỳ cục vậy trời. Không phải là em một chút nào. Cái đó là yêu mà. Đó. Nằm gia đình cũng đã vô tình đã chọn em từ lúc đó luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà sau trong cái chi tiết này em có thấy một cái điều là bạn Đa này đúng là con của thiếu, gọi là thiếu gia, đúng con của đại gia, cư xử ít nhất là phải có 100 bộ vét cho nên mới tìm một phát là bộ vét trúng pháp. Mà nhờ cái vét đôi đó cho nên người ta cứ nhường ghế hoài. Dạ. Người ta biết đây là một cặp rồi. Đúng không em? Bạn này già lắm, rất là tinh tế. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á là muốn gả em cho một người. Một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Con này không biết gì hết. Con này chỉ đi học thôi. Đó, không có đụng móng tay gì hết. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh đó mới đi du học ở Mỹ về. Đó thì ảnh có nhà riêng, mà ảnh 30 mấy tuổi. Thời điểm đó em chỉ mới 2 mấy tuổi thôi. Ảnh 3 mấy hơn một con giáp lận, với em hoàn toàn không có cảm tình với anh ấy cả. Ru, ru là tức đẹp. Cái đẹp bằng tuổi á. Dạ, đúng rồi, đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà lúc đó anh Đa có biết cái sự cố đó không? Cái sự việc là cha muốn gả Ngân cho một người khác, em có biết không? Dạ không. Không biết luôn. Em không chia sẻ hả? Em biết lúc đó chết luôn hả? Lúc đó là rối người lắm. Cần Thơ, người Kiên Giang, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Chưa biết, mới chưa biết. Chắc xuống vô quầy luôn quá. Lúc đó thì em chủ yếu là em tập trung em cua vậy đó. Tập trung em cua. Cua cho bằng được. Dạ. Lúc em đã xác định là Ngân sẽ là vợ em chưa? Chưa. Chưa xác định mà chỉ biết là cái người con gái này là mình cần phải tiếp cận được, mình cần phải chinh phục. Đúng rồi, mình đúng rồi. Mình cũng chưa biết là đối phương đã có ý gì với mình chưa nữa. Xong cái em không chịu. Em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa? Mày có người, con có người yêu chưa? Nó đâu dám nói có, nó có sẽ bị đánh. Tại vì không dám. Xong cái nói con chưa. Cái cha mới nói là cái người đó như thế này như thế kia, đạt tiêu chuẩn như có sự nghiệp riêng rồi, có nhà riêng, sinh Sài Gòn, có sự nghiệp riêng, về con chỉ học thôi. Cha cho tiền là cứ đi học thành tài ra, hai vợ chồng có cái nghề. Đó, không cần phải lo gì cho tương lai, cha tính hết rồi. Cái không chịu, cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu, cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Mà cha là một cái người mà giống như là cha là một cái người mà cha biết cái yếu điểm lớn nhất của em đó là cha. Cha biết em sẽ rất nghe lời cha, không bao giờ dám cãi lời cha. Cho nên cha làm như vậy là lúc đó mình cũng sợ cha làm thật thì sao. Mình có một người cha một thôi, mình đâu có dám. Vậy bắt đầu nghe lời, dạ. Dạ nhưng trong lòng thật sự đau đớn lắm, nhiều lần muốn bỏ đi, nhiều lần muốn trốn luôn. Đúng, nhưng mà không biết phải đi đâu bây giờ, mà suy nghĩ lỡ cha có gì thì sao, mình đâu có dám đâu. Cũng không chia sẻ với Đa luôn. Không, cái xong rồi, cái vừa nhắn tin lỡ chồng khoảng tháng mấy, 2 tháng chứ gì. Nhắn tin lỡ tháng mấy, 2 tháng thôi. Thì em mới nói với Đa là anh có thương em thiệt không? Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy? Nói thật vậy anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, mình cứ nghĩ là gì nè, mình cứ nghĩ là thôi bây giờ chuẩn bị lấy chồng rồi. Chắc cha không chịu đâu, mình cứ nói thử cái ông này coi làm sao để mình không phải hối tiếc nữa. Đó. Rồi thì là anh cứ em đi lúc đó là Đa cứ sao? Đi. Để hỏi thử coi cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao? Cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Có muốn cưới thiệt không hay là chỉ trả lời cho có? Dạ. Cưới thiệt. Tại có nhiều trường hợp trả lời bị khó xử á. Lúc bắt đó buộc là... trả lời cho có nha. Có anh cũng muốn cưới em rồi này nọ. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà. Cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi. Bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em?
em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi. Ừ. Thì là ổng xuống thật. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Wow. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói ừ xuống đi. Xin phép cha. Nhưng mà đâu dám xin phép cha, đâu dám nói. Xong rồi ổng xuống tới rồi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha, cho đóng cửa cái rầm. Đóng cửa cái rầm. Cha ở chổng luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy vậy đó. Cái anh nói trời, người ta nào vậy, sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó thì bắt đầu là lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chổng cha không khóc. Thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Nhưng mà thường ngày cha là một người rất là tươm tất, cha em là bác sĩ á, làm trong bệnh viện cho nên rất là tươm tất. Nhưng hôm đó là giống như không hài lòng rồi á, cái thành ra là mặc bộ đồ rất bình thường thôi chứ không áo trong quần giống như thường ngày đâu. Cái xong mặc áo thun rồi mặc cái quần dài đi ra ngoài vậy đó. Xong cái ra cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi, em nói ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu đó. Ngồi em bỏ chiếc dấu rồi em mới nói em xin lỗi anh, bởi vì lúc đó mới nói thật cho ổng nghe, nói là em xin lỗi anh bởi vì á cái không biết cha có đồng ý hay không, biết có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh cũng sẽ cưới được em. Đó rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng phòng khoảng nửa tiếng rồi, chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười ha ha ha, anh xui bắt tay gì trời ơi, cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Thì á một chút nữa cái ra cười, cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là con kêu ba mẹ đi các cái mình ủa chuyện gì xảy ra vậy ta, mình cũng không biết luôn. Không như vậy tức là lúc đó là Đa với lại Ngân là ở dưới bếp. Dạ đúng rồi, ở dưới bếp chỉ có hai bên đằng Suya nói chuyện thôi. Mà bữa đó là có ba với có mẹ em luôn đúng không? Có ba, có mẹ với hai vợ chồng người cô nữa. Mà hôm đó ai là người nói chính, ba hay là mẹ? Ba. Công ba nhận, là người nói chính. Không? Bây giờ hổ phụ, sanh hổ tử là như vậy. Có nghĩa là nếu mà nói như vậy là Đa là không bằng một góc của bác, bác trai. Là tại công nhận bác trai hay thiệt, nửa tiếng đồng hồ thôi. Chinh phục coi như là bẻ cái gọi là gì đó, cái đường rầy qua một cái khác liền. Em nghĩ là phải có thể hiện một cái gì đó cho ba của bé Ngân là đủ tự tin thì mới bắt đầu chuyển được như vậy đúng không? Thì chính xác. Đúng rồi. Nghĩa là hai họ biết nhau trước đó. Mà ghê thiệt chứ. Họ nghe tiếng của nhau trước đó. Họ biết nhau trước đó rồi. Nhưng mà nhau rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Biết nhau trước đó rồi mới biết. Rồi coi như là sau cái chuyến trên đường về, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân? Thì trên đường khi mà qua cái cuộc hỏi vợ đó, thì trên đường về thì trên xe cũng có bàn tán rồi cô con dâu, rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó sẽ phát hơn nữa. Cho nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Ủa mà sao em tự tin là bằng mọi cách em đã cưới được cho bé Ngân vậy? Lỡ mà ba bé Ngân không chịu, bắt một hai phải đi lấy anh chị Kiều kia thì sao? Tại vì mình thương quá cho thì em mình lòng á. Dạ, mình thương quá thì mình nói cỡ nào cũng phải, lúc đó mình thương lắm rồi thì cỡ nào thôi. Ví dụ như bây giờ đó là ba của Ngân mà có bắt cưới anh kia thì mình ở đây cũng phải là khóa vậy đó. Lên kế hoạch khóa luôn. Khóa. Thì là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ, sau chừng tháng rồi. Cho anh Tiên hỏi rồi, trong cái chuyện đó đó, dạ, nó xảy ra là trước đám cưới hay là đám cưới xong rồi mới xảy ra chuyện đó? Đối với em thì giống như em quen bạn gái cũng thời gian khá dài, 7-8-9 năm. Thì đối với em là trong cái chuyện tình cảm là phải cho nó nghiêm túc. Đó, cho dù là sau này ví dụ như khi mình cưới về mình ăn cơm đó, rồi nãy giống như là ăn cơm với kẻ đó mình có hợp hay không, đó là cái chuyện đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Thì nói tóm lại như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Bành xác à? Không có. Không, đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Thôi mình luôn. Dạ. Không có gì luôn. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Sau khi về sức khỏe đầy đủ hết rồi á, em mới tổ chức đi một cuộc gọi là trăng mật đó. Trăng mật, gọi là trăng mật. Đó. Là ở nước ngoài hay nước trong? Nước cái trong. Cái tuần trăng mật đó trong là Việt ở Nam. Nước trong. Trong Việt Nam. Trong Việt Nam. Ở đâu? Một cái nơi thực sự lãng mạn. Đà Lạt. Là không muốn kể đúng không? Cứ đi lòng vòng hoài à. Không sao đâu, thì bây giờ cưới rồi mà, coi như cưới rồi mà mới đi trăng mật mà đúng thì rồi. Em tổ chức trăng mật ở đâu? Ở Đà Lạt hay là ở Sapa? Ở Huế. Ở Huế. Ồ. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Rồi, coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm.
ghen nè, ghen kiểu này là xác định rồi tính xấu đó. Ừ. Rồi tiếp tục một cái gì nữa nè. Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Hung dữ ví dụ làm gì với em nè? Những nước mắt cũng nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Có tác động vật lý đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi có gì chị phụ. Trước tiên thì em sẽ nói cái uất ức của em trước rồi có câu chuyện đó em để cho vợ ra kể. Rồi. Cái uất ức của em á là em chở vợ đi dạo ha, rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn biri á, mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Máu ghen nổi vậy á. Thì đó bà hừng sao? Hừng lên ha. Hừng lên vừa về tới nhà. Cái đầu cái mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh đầu em. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói. Đau không? Không, lúc đó khên là mình đổi nón bảo hiểm. À, chứ không cũng còn khôn. Ngồi ở sau cởi nón. Tức là cởi nón của Ngân đánh lên cái nón bảo hiểm của em. Dạ. Chứ đâu phải đánh đầu em đâu. Dạ. Cũng đơm đặt à, dễ sợ quá. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Đúng. Ủa, không? Đúng không Ngân? Cái câu đó bên sao? Ngân đó. Em nghe như thế nào? Nói anh nghe thử coi. Tại vì em thấy mình không được tôn trọng. Ủa người ta chỉ nói ủa sau xe đó chở tao là phụ nữ. Tại vì em đang ngồi phụ nữ, em đang ngồi phía sau xe mà tại sao á chạy xiết theo xe em hỏi ủa chạy làm gì vậy? Nói ủa sao ngồi với ta chứ xe tội chở tao phụ nữ. Sao? Tức là đánh cái chi tiết mà chạy riết theo cái xe đó. Là để tao bắt cóc. Em mới hỏi là ủa sao vậy? Nói là xe đó sao toàn phụ nữ vậy? Anh chạy lên coi làm sao? Cái bắt đầu trời ơi giận cho nó không thiếu sự tôn trọng của em trong khi đó vợ mình chở vợ mình ngồi sao mà tại sao vậy? Nhưng mà tính của anh Đa là hồi xưa giờ không phải vậy đâu. Tại vì chính vì cái tính ít nói nè. Cái tính của anh ấy rất là khó nữa và không phải là dạy gái giống như những cái chàng trai khác không bao giờ chọc ghẹo ai hết. Sao điện bữa nay vậy? Cho nên nó là em cảm thấy có vấn đề gì đó. Cho nên em lúc đó em cảm thấy rất là khó chịu, thấy mình bị thiếu sự tôn trọng á. Thành ra em giận quá trời nhưng mà em không nói được. Em tức quá, em chịu hết nổi. Trên vừa về tới nhà, vừa vô tới cửa thôi, thắng xe lại là bắt đầu em lột cái đống hiểm ra. Em bước cho một cái hết đất luôn rồi, nó sướng gì đâu. Nhưng mà em cũng xác định đó là cái nón bảo hiểm đúng không? Cho nên là chỉ đánh vô nón bảo hiểm thôi chứ lúc đó mà Đa không đội nón bảo hiểm em có đánh vậy không? Em cũng không biết. Lúc đó là em cảm thấy giận quá rồi. Giận bao nhiêu chuyện nói chung mày. Lúc đó trước lúc đó nữa đi cái là bắt đầu em lại nhớ chuyện cũ. Em lại nhớ chuyện cũ trong đầu em rồi thêm cái vụ con gái đó nữa. Cho nên là em giận, cho nên em giận thật sự lúc đó là giận không kiểm soát được. Cho nên là quýnh lần đầu tiên mà đánh một cái thật là đau như thế đó. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Rồi, có giận. Rồi lúc đó Đa xử lý làm sao? Lúc đó em giải thích nó ủa tại sao đánh anh vậy? Thì bà này bà khóc luôn tại mít ướt chứ lắm. Khóc rồi vừa khóc vừa nói. Rồi xong cái rồi em vạo em nói tại sao mày đánh tao? Bà lần đầu tiên bà này bà, đúng rồi mình đâu có làm gì đâu mình chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên cái đụng đánh mình. Tại sao mày đánh tao? Cái bà này bà nghe cái câu mày vậy đó nó bảo vạo hơn nữa. Vạo hơn nữa rồi sao em tổn thương. Lúc đó là tại vì em là một người không thích nói chuyện kiểu đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng. Cái tự lần đầu tiên mà ổng nói với mình câu đó trong khi đó ổng vừa mới sai nữa mà lại kêu mình mày tao nữa. Em tổn thương quá trời, lúc đó em đi xèo xuống, em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Cái em bò vô trong phòng, em nói trời. Lúc đó là em chịu không nổi, em nói trời mình lấy sai người. Tại sao mình lại khổ như vậy trời. Mình lấy phải cái thằng đàn ông mà một xíu nó đánh mình. Tại vì lúc đó đó, là anh ấy, tại sao mày đánh tao? Là ông kênh lại rồi. Tự nhiên đi xử lơ vậy, nó này cũng không biết gì. Em bò vô trong cửa, em bò vô trong cái chỗ. Tại vì cái phòng khám của em á, cái phòng ở chỗ nhà là cái thẩm mỹ. Em bò vô trong phòng, cái giới tay, em lấy loại thuốc là tính tự giận. Trời. Đây là thuốc tự giận. Cái chuyện không có gì luôn á. Không hiểu sao lúc đó em cảm thấy rất là nặng nề. Em bảo nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Tự nhiên. Rồi sao rồi có uống thuốc không? Có. Em phá cửa lại. Cái bắt đầu em nhắn tin. Em nhắn tin. Uống rồi mới nhắn hay là nhắn trước khi uống? Nhắn trước khi. Lúc là khóc dữ lắm luôn rồi. Nước mắt em đi hết nổi rồi. Lúc đó là em chỉ nằm ở dưới đất thôi. Xong rồi là em nhắn tin. Em từ giả mọi người. Đó em từ giả anh Đa. Em từ giả mọi người đó. Và em nói cho anh Đa biết tại sao em lại làm như vậy. Và em rất là thất bại khi mà phải lấy một người như vậy. Trời ơi, vậy lúc đó em sao đó. Em kể tiếp. Em kể chị nghe. Lúc có nhắn tin lúc tạm biệt em á. Ra ngoài á, ngoài quán đó mình ngồi để mình suy ngẫm lại. Bà nghe tin nhắn của bà này tự dặn này kia là mình hết hồn. Về á chạy kiếm vòng nhà không có. Cái thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được. Kêu qua không nghe. Rồi đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn. Bắt đầu cái hỏi uống gì vậy cái nhìn thấy cái chai thuốc. Rồi bắt đầu đem lôi vô toilet, đổ nước vô chậm cho ối ra. Súc ruột luôn. Trời đất ơi vậy đó mà bữa nay muốn bao nhiêu viên?
lúc đó em không có quan niệm uống bao nhiêu viên, em cứ ngốn vô trong miệng thôi. Trời đó con, bữa đó em không xúc ruột kịp thì chắc cũng không chừng cũng ông bà gặp. Nghĩa là cho móc ối ra xong rồi đi vô nhập viện, tại vì lúc đó là em bị nổi bì đai luôn, là do dị ứng thuốc. Tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi, rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nào nữa không? Nói đi chị phụ cho. Không dữ đó chị. Hung dữ, ba tật xấu luôn, hung dữ. Cái gì nữa? Lắm. Coi như mình cái ba tật kia là gì? Ba tật đó là xấu. Dễ sợ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Trong ba cái tật đó. Không, nói thiệt cái suy diễn phải bỏ nha. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. 30%. Dạ. Rồi cái ghen. Ghen là 90 rồi. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, thì chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái nhà nữa. À tôi vậy ngon rồi. Rồi còn ghen cái, với con. Còn cái sốc nổi, cái sốc nổi. Cái suy diễn á chị. Suy diễn đó. À suy diễn. Cái sốc nổi bây đó. Giờ bớt chưa? Suy diễn là hết rồi, tại vì bây giờ chững chạc rồi, hết suy diễn rồi. Ủa vậy ngon quá chỉ rồi. Một lần trong đời thôi. Ngon rồi đúng chỉ không? Một lần trong đời. Sau chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn hung dữ nữa. Không còn hung dữ nữa. Chắc bị đọt cũng nhiều vụ lắm rồi. Không còn hung dữ nữa đúng không? Ừ. Rồi bây giờ còn em. Không nhìn dễ dữ lắm nói, em. Chút xíu nói lượt chút xíu giải tỏa. Tại vì em hung dữ nó phải có nguyên nhân. Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân hung dữ. Đó bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là cũng không có gì, chỉ duy nhất cái là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói đúng rồi, hot boy lạnh lùng. Mẹ em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em hung dữ? Vì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi, hôm nay không bao giờ nói chuyện. Em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới hung dữ. Em thích nghi. Đa có rập khuôn là bắt mọi người phải đi theo hướng suy nghĩ của mình là trong cuộc sống phải như vậy không? Thỉnh thoảng cũng là có, trước đây thì là có, nhưng mà em thấy ví dụ như khi em thấy anh thích cái gì là tự động em sẽ thay đổi để theo những cái gì mà anh ấy thích. Cho nên anh ấy thích có một người vợ thật là giỏi, anh ấy thích có một người vợ như thế này như thế kia. Nhưng mà anh không nói ra thôi, nhưng mình nhìn thấy ánh mắt, mình nhìn thấy cái cử chỉ là mình biết anh ấy thích cái gì là mình sẽ tự em sẽ thay đổi để còn hơn cả mong đợi của anh ấy nữa. Giờ hứa với nhau đi. Hứa với ảnh đi, trước khi mình chia tay mình phải hứa với nhau đi nào. Nói chung á là em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em, và anh Đa nói chung là anh cũng rất là tốt, là một cái người chồng mẫu mực. Dạ, một người chồng mẫu mực. Tuy nhiên thì hơi hung dữ một xíu là bởi vì ít nói quá, cho nên nó lại rất là giận, không có một cái chỗ để mà em chia sẻ, thành ra cảm thấy luôn luôn ấp, rất là ấp mức á, ấp mức trong lòng, thành ra là có những lúc thì cũng hơi nóng tính thật. Nhưng mà em cũng đang kiểm soát rất là tốt rồi. Sao Đa, một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, nói chị nghe coi. Thì ra thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh, thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Hài lòng rồi nha. Thường là sau đó là nắm tay nhau hứa đó đúng không? Nãy như chị với em là ghe nè. Dạ. Đó không lẽ bển làm được. Trời. Rồi nha. Wow. Nhiều quá. Trời, cảm ơn tụi em rất là nhiều.